Ông Donald Trump trắng tay trong cuộc cuộc đề cử ứng viên của Đảng Tự Do Hungary nói vẫn còn thời gian ngăn cản xung đột giữa Nga và NATO Hàng trăm người biểu tình tuần hành ở Berlin phản đối bài Nga Cộng hòa Trung Phi gửi lời cảm ơn Tổng thống Putin vì giữ đúng lời hứa Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, nhà hoạt động chính trị Chase Oliver đến từ bang Georgia đã đánh bại cựu tổng thống Donald Trump và ứng viên độc lập Robert F Kennedy Jr. để giành được đề cử của Đảng Tự do cho vị trí ứng viên tranh cử tổng thống cho cuộc bầu cử tháng 11. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Oliver cho biết, ông hy vọng sẽ là một giải pháp thay thế cho những ứng viên hiện tại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Oliver, 37 tuổi, từng vận động để đại diện cho khu vực Quốc hội thứ 5 của Georgia vào năm 2020. Đến năm 2022, ông tham gia cuộc đua vào Thượng viện và giành được khoảng 2% phiếu bầu. Theo Politico, ông Oliver đứng về phe truyền thống của Đảng Tự do ủng hộ cải cách nhập cư, quyền sử dụng súng, cắt giảm chi tiêu liên bang và loại bỏ các khoản vay dành cho sinh viên được liên bang hỗ trợ. Cả ông Trump và ông Kennedy đều được đề cử tại Đại hội Đảng Tự do nhưng không giành chiến thắng. Ứng viên Đảng Tự do và những đảng nhỏ khác thường nhận được một tỷ lệ phiếu bầu rất nhỏ. Tuy nhiên, trong một cuộc đua tổng thống xích sao, cộng với việc ông Trump đang bận việc ở tòa án, thì lượng phiếu bầu này có thể đóng vai trò quan trọng. Theo đài phát thanh quốc tế Đức Deutsche Welt, DVK, một cựu tổng thống bị kết án trong một phiên tòa hình sự là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc tranh cử tổng thống của ông Donald Trump? Ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống là điều hoàn toàn đúng. Cho dù những cáo buộc trên có kết thúc thế nào đi chăng nữa, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống. Hiến pháp Mỹ chỉ đặt ra 3 yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với những người muốn tranh cử. Họ phải là công dân Mỹ, ít nhất 35 tuổi và đã cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm. Không điều khoản nào nói rằng một người bị kết án không thể tranh cử hoặc trở thành tổng thống. Đầu tiên điều này là đúng, cho dù những cáo buộc trên có kết thúc thế nào đi chăng nữa, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống. Hiến pháp Mỹ chỉ đặt ra ba yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với những người muốn tranh cử. Họ phải là công dân Mỹ, ít nhất 35 tuổi và đã cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm. Không có điều khoản nào nói rằng một người bị kết án không thể tranh cử hoặc trở thành tổng thống. Thứ hai, liệu ông Trump có thể bị loại theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ không? Mục 3 của tu chính án 14 quy định các quan chức từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp Mỹ sẽ không đủ tư cách giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia nổi dậy hoặc đã hỗ trợ những người nổi dậy. Vào tháng 3 năm 2024, Tòa án tối cao đã bác bỏ một nỗ lực loại ông Trump ra khỏi cuộc đua tổng thống ở bang Colorado, nói rằng các bang không có thẩm quyền cấm các cá nhân tranh cử vào những chức vụ liên bang. Tòa án tối cao lưu ý kèm theo phán quyết của mình rằng trách nhiệm thực thi mục 3 đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang thuộc về Quốc hội. Do đó, quyết định này đã vô hiệu hóa những nỗ lực tương tự ở các bang khác. Vì Quốc hội bị chia rẽ, trong đó Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện và Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện, nên có vẻ như rất khó có khả năng ông Trump sẽ bị loại khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, theo tu chính án thứ 14. Tuy nhiên, điều thứ ba là ông Trump không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ, ông trump đã đăng ký bỏ phiếu ở bang florida nơi những người bị kết án sẽ bị tước quyền bầu cử về mặt pháp lý ông trump vẫn đủ điều kiện tranh cử ngay cả khi đứng sau song sắt nhưng tất nhiên một tổng thống được bầu khi đang ở trong tù sẽ đặt ra một thách thức về mặt hậu cần nhà báo astor suy đoán rằng ông trump có thể kiện để được trả tự do trên cơ sở rằng việc bỏ tù đang ngăn cản ông thực hiện nghĩa vụ hiến pháp với tư cách là tổng thống nhưng vì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử mỹ nên không thể nói trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào Ông Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nếu ông tái đắc cử vào cuối năm nay. Theo một báo cáo hồi tháng trước của tờ Washington Post, để đạt được điều này, Ukraine buộc phải từ bỏ các điều kiện đối với Crimea và Donbass, công nhận chúng là một phần của Nga. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Nguồn tin giải thích nếu Ukraine muốn tiếp tục viện trợ thì họ phải ngồi lại và đàm phán. Và nếu Nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho Ukraine thì họ phải ngồi xuống và đàm phán. Điều đó không có nghĩa là nhượng bộ Ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của Nga. Ông Trump từ lâu đã phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Mặc dù ông Trump chưa từng chính thức nêu chi tiết kế hoạch của mình, Song ông tự tin khẳng định rằng nhờ quan hệ gần gũi với cả lãnh đạo Nga và Ukraine, ông có thể khiến họ ngồi vào bàn đàm phán và đi đến thỏa thuận ngừng bắn. Trả lời báo The Guardian trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 31 tháng 5, ông Zelensky cảnh báo kế hoạch trên của ông Trump có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nước Mỹ và cá nhân cựu tổng thống này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo ông Donald Trump có thể trở thành kẻ thua cuộc nếu đòi thỏa thuận hòa bình với Nga liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ từ kiev ông zelensky nói hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ông trump trở thành tổng thống và quyết định chấm dứt xung đột với cái giá phải trả là ukraine hãy tưởng tượng rằng sau chuyện này tổng thống nga putin sẽ tiến xa hơn đối với chính phủ mỹ họ sẽ bị coi là yếu kém nếu buộc ukraine phải từ bỏ các điều kiện về lãnh thổ của mình mỹ sẽ mất đi ảnh hưởng quốc tế năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine ký luật cấm đàm phán hòa bình với Nga, chừng nào ông Putin còn nắm quyền. Theo công thức hòa bình của ông Zelensky được trình bày năm đó, các cuộc đàm phán cũng không thể diễn ra trừ khi lực lượng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Thêm vào đó, giới lãnh đạo Nga phải ra tòa án quốc tế vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Praha, Cộng hòa Séc, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài với Nga, nhưng vẫn có cơ hội ngăn điều đó xảy ra. Tuyên bố trên vừa được ông Szijjarto đưa ra sau khi một số nước thành viên NATO bật đèn xanh cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây hỗ trợ. Báo Magyar Nemzet của Hungary dẫn lời Ngoại trưởng Szijjarto cho biết những bước đi này đang được thực hiện để chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài trong nhiều năm ông Zato nói thêm chuyến tàu tốc hành xung đột đã khởi hành từ ga áp chót và câu hỏi đặt ra là liệu còn cơ hội ngăn chặn nó hay không ngoại trưởng hungary cũng lưu ý chỉ còn một phanh khẩn cấp ám chỉ các cuộc bầu cử nghị viện châu âu trong tháng này theo bộ trưởng Zato, người dân châu âu có thể bày tỏ rõ với chính phủ rằng họ không muốn sống trong cảnh xung đột ở châu âu trong thời gian dài hungary trước đó đã kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột tại ukraine chính quyền Budapest đã từ chối gửi viện trợ quân sự cho Kiev và nhiều lần trì hoãn các biện pháp trừng phạt của EU đối với Moscow. Ngoại trưởng Hungary cũng là người chỉ trích mạnh mẽ quan điểm của NATO về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Liên minh châu Âu-EU và các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mỗi tuần đều đang tiến gần hơn đến xung đột với Nga Ông Oban đã viện dẫn việc Pháp có ý định cử lực lượng đến Ukraine để huấn luyện quân đội, cũng như việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng một số loại vũ khí. Ông nói, thật vô lý khi thay vì bảo vệ chúng ta, NATO lại kéo chúng ta vào một cuộc chiến tranh thế giới. Nó giống như việc một người lính cứu hỏa dập lửa bằng súng phun lửa. Thủ tướng Hungary cho rằng việc thảo luận, chuẩn bị và phá hủy là ba giai đoạn quan trọng trước một cuộc xung đột như vậy. Ông nói rằng các thành viên của khối hiện đang hoàn tất giai đoạn thảo luận và đang ở giai đoạn chuẩn bị. Trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Hungary Orbán tuyên bố nước này đã bị giáng cấp xuống thành viên không tham gia trong NATO vì lập trường của Budapest về vấn đề Ukraine. Hungary đang nghiên cứu các cách thức hợp pháp để duy trì tư cách thành viên của mình, nhưng vẫn có quyền từ chối tham gia các hoạt động của NATO mà nước này không đồng ý. Theo đài RT của Nga, Hôm 1 tháng 6, phóng viên an ninh của đài BBC Frank Gardner đã hỏi bà Kalas rằng Estonia có kế hoạch B nào trong trường hợp Ukraine thất bại trong cuộc xung đột với Nga hay không. Bà nói thêm, chúng tôi không có kế hoạch B nào cho chiến thắng của Nga. Khi đó, chúng tôi sẽ ngừng tập trung vào kế hoạch A. Bà Kalas trả lời, ám chỉ đến viện trợ quân sự cho Kiev, chúng ta không nên đầu hàng trước sự bi quan. Chiến thắng ở Ukraine không chỉ là về lãnh thổ, nếu Ukraine gia nhập NATO, ngay cả khi không có một số lãnh thổ thì đó cũng là một chiến thắng vì nước này sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của NATO. Estonia là một trong những nước NATO ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Quốc gia này đã hỗ trợ hơn 565 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, tương đương khoảng 1,4% GDP của đất nước. Năm 2022, Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO nhưng vẫn chưa nhận được lộ trình gia nhập rõ ràng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng Ukraine không thể trở thành thành viên của khối cho đến khi xung đột với Nga được giải quyết. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng từ bỏ các yêu sách đối với Crimea và các vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine đã sáp nhập vào Nga. Kể từ đầu năm 2024, ông đã ký các hiệp ước an ninh song phương với một số thành viên NATO, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Theo các thỏa thuận này, các nước phương Tây cam kết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, nhưng không có nghĩa vụ phải coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Về phần mình, Nga cho biết, nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay và căng thẳng chung với phương Tây. Moscow từ lâu đã phản đối việc khối này tiếp tục mở rộng về phía đông. Nga cũng ra điều kiện rằng Kiev phải thừa nhận thực tế lãnh thổ mới để tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Tờ Defense Point của Hy Lạp xác nhận, một sĩ quan thuộc đội bay của lực lượng không quân Hy Lạp đã có mặt tại Ukraine. Đây là chuyên gia nước ngoài đầu tiên về sử dụng máy bay tiêm kích F-16 tới Kiev. Động thái trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh đào tạo F-16 của 11 nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine sử dụng loại máy bay tiêm kích của Mỹ này. Theo báo chí Ukraine, nước này sẽ sớm nhận được F-16 dù thời gian cụ thể chưa được xác định. Song chiếc F-16 đầu tiên nhập cảnh Ukraine trong vài tháng tới được cho là từ Đan Mạch. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine xác nhận các binh sĩ nước này đi huấn luyện sử dụng F-16 ở nước ngoài đã quay về. Trước đó, theo truyền thông Hy Lạp, nước này có thể sẽ chuyển 32 chiếc F-16 cho Ukraine và cũng có thể là 24 chiến đấu cơ Mirage 2005 do Pháp sản xuất. Ngoài ra, hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tặng 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine trong năm 2023. Ngoài Đan Mạch, một số quốc gia như Hà Lan, Na Uy và Bỉ đã cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine song thời gian chính xác chuyển giao có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4, một sĩ quan quân đội cấp cao giấu tên của Ukraine chia sẻ với Politico rằng F-16 là cần thiết cho năm 2023, nhưng không còn phù hợp cho năm 2024. Các chuyên gia cũng nhận định số lượng F-16 mà nhiều nước hứa hẹn chuyển giao cho Ukraine là quá nhỏ để có thể tạo ra sự khác biệt về mặt chiến lược trên toàn chiến tuyến. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với The Bill rằng một hệ thống duy nhất không thể thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cục diện xung đột. Song giới chức Ukraine vẫn nhấn mạnh, F-16 được xem là yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng không kết hợp để có thể ngăn chặn nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, cũng như hạn chế các hoạt động hàng không chiến thuật của Nga. Trong một diễn biến khác, tờ Financial Times của Anh dẫn lời một nhà ngoại giao NATO cho biết, chính phủ Ukraine không hào hứng chấp nhận sáng kiến phân bổ 100 tỷ đô la Mỹ cho Kiev Cách tiếp cận này được những nước ủng hộ Kyiv coi là một cách để đảm bảo tất cả các nước trong liên minh đều đóng góp như nhau trong việc giúp Ukraine, có tính đến quy mô GDP và các chỉ số khác. Đề xuất vốn do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra được kỳ vọng sẽ giúp hợp lý hóa cơ cầu hỗ trợ từ nhóm điều phối có trụ sở tại căn cứ không quân Ramstein và giảm sự phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Mỹ trong quá trình này. Theo nguồn tin của Financial Times, các khoản tiền trong sáng kiến trên không mới mà chỉ là những khoản hỗ trợ đã được các nước thành viên NATO cam kết trước đây. Mục đích của cách tiếp cận này là nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp hỗ trợ. Vừa qua, chủ tịch Ủy ban quân sự tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đô đốc Rob Bauer nêu rằng, một cuộc tấn công quy mô lớn, kể cả tấn công mạng, nhằm vào một thành viên NATO có thể kích hoạt điều 5, phòng thủ tập thể của khối và dẫn đến phản ứng quân sự ông bauer đưa ra phát ngôn trên trong phiên thảo luận về mối đe dọa an ninh mạng tại đối thoại shangri la singapore theo đó vị đô đốc này tái khẳng định nato sẵn sàng ứng phó bằng quân sự ngay cả với một cuộc tấn công trực tuyến ông bauer nói ở nato chúng tôi nhất trí với tất cả các đồng minh rằng về nguyên tắc một cuộc tấn công mạng có thể là bước khởi đầu cho quá trình kích hoạt điều năm vì vậy không chỉ là một cuộc tấn công vũ trang một cuộc tấn công mạng có thể là cơ sở của cuộc tranh luận điều năm và tất nhiên dẫn đến các thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, ông Bauer thừa nhận rằng phản ứng tập thể của khối đối với một cuộc tấn công mạng có thể gặp phải nhiều điều không chắc chắn, vì không có thể xác định chính xác ai đứng đằng sau nó, hoặc liệu có tác nhân cấp nhà nước nào có liên quan hay không. Quan chức NATO nói thêm, bạn phải quy trách nhiệm tấn công cho ai? Nếu bạn không biết ai đã tấn công mình, rất khó để tuyên chiến với họ. Theo ông Bauer, một cuộc tấn công mạng tiềm tàng, ngay cả khi được chứng minh là được nhà nước bảo trợ, cũng phải gây hỗn loạn đủ mức để dẫn đến phản ứng quân sự. Ông Bauer giải thích, có thể nói, bạn phải xem cuộc tấn công đó gây hỗn loạn như thế nào đối với xã hội, bởi vì đây là một cuộc tấn công vào không gian thông tin của chúng ta. Nếu điều đó có nghĩa là các hạ tầng quan trọng thiết yếu đối với xã hội của chúng ta đang bị đe dọa theo cách khiến xã hội không thể hoạt động, bạn sẽ tiến đến thời điểm phải hành động theo cách gần giống như tấn công vũ trang. Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu từ lâu đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng có thể dẫn đến việc kích hoạt điều năm. Tuy nhiên, các điều kiện chính xác để kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể trong một cuộc tấn công mạng vẫn chưa rõ ràng và chưa bao giờ được làm rõ. Điều khoản phòng thủ tập thể được NATO viện dẫn một lần sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. Điều 5 trong hiến trương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh. Khi đó, NATO có thể cân nhắc các biện pháp đáp trả tập thể. Trong bối cảnh lực lượng Nga tiến quân từ biên giới vào Kharkov, mặc dù Kiev dồn lực lượng dự bị tới mặt trận mới mở, song không thể giữ vững phòng tuyến. Chính quyền Kiev cáo buộc các đơn vị địa phương của lực lượng vũ trang Ukraine không hoàn thành nhiệm vụ. Trong một tuyên bố gần đây, SBI cho hay do tầm quan trọng của vấn đề này, các nhà điều tra giỏi nhất và lãnh đạo SBI sẽ tham gia vào cuộc điều tra và làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng của SBU. SBU là cơ quan an ninh nhà nước Ukraine chỉ huy một đơn vị trinh sát Ukraina, Clan Denis Jaroslavsky bày tỏ nghi ngờ trong cuộc phỏng vấn với Kyiv 24 rằng trong quá trình tấn công xuyên biên giới quốc gia, đối phương dường như đã biết hướng nào không có bãi mìn. Sĩ quan này nói thêm, "Tôi đã tận mắt chứng kiến quân đội Nga vượt qua biên giới của chúng tôi vào ngày mùng 10 tháng 5. Tôi chứng kiến họ lái xe qua hàng rào thép gai, không một chiếc ô tô hay người nào dẫm phải mìn. Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, phải chăng không có bãi mìn nào được bố trí?" Thứ hai, liệu họ đã biết nơi nào không có bãi mìn và cơ quan an ninh phải trả lời câu hỏi đó? Quân đội Ukraine cho biết họ không thể nói gì về tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía bắc khu vực Kharkov vì hiện tại tuyến này đã thất thủ. Trước đó, giới chức Ukraine điều tra các đơn vị bị nghi bất cần khi phòng thủ tại Kharkov và để Nga kiểm soát nhiều khu dân cư ở tỉnh trong chiến dịch từ giữa tháng 5. Cục điều tra nhà nước Ukraine Viết tắt là DBR đã phát hiện lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125, lữ đoàn cơ giới số 23, tiểu đoàn bộ binh độc lập số 172 và 415 cùng nhiều đơn vị khác không tổ chức phòng thủ hợp lý tại vùng biên giới tỉnh Kharkov do thái độ bất cẩn khi thực hiện nhiệm vụ quân sự. DBR cho biết các đơn vị Ukraine chịu trách nhiệm phòng thủ để mất vị trí, thiết bị quân sự và tổn hại sinh mạng binh sĩ trong các đợt tiến công của Nga trong chiến dịch Kharkov. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine còn bỏ rơi nhiều vị trí phòng thủ tại tỉnh Kharkov. Cuộc điều tra sẽ nhằm vào 28 chỉ huy và phó chỉ huy lữ đoàn cùng quan chức quốc phòng, xác định xem liệu hành động của họ có dẫn đến việc Ukraine để mất nhiều khu dân cư vào tay lực lượng Nga hay không. Giới chức Ukraine chưa công bố hình phạt có thể áp dụng nếu những người nói trên bị kết tội. Chỉ huy cơ quan tình báo của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, sau nhiều thập kỷ về sự hỗn loạn, hiện có nhiều người thân Nga ở Ukraine đang luôn lách, ngụy trang trong các cơ quan trọng yếu của Ukraine. Kharkov không phải là một mặt trận hỗn chiến vì lực lượng Moscow lúc này đã có khả năng mở thêm các mũi tấn công mới. Những tổn thất liên tiếp của lực lượng Kiev ở Volchansk và Lipsy trên hai hướng tiến công chính của quân đội Nga khiến quân đội Ukraine chịu áp lực từ dư luận trong và ngoài nước. Do đó, họ phải tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự cố này. Truyền <laughs> thông Nga gần đây tiếp tục đăng tải một video ghi lại cảnh pháo binh nước này nã đạn thông minh vào xe tăng Abrams của quân đội Ukraine thông cáo đăng trên trang quân sự voenronica.ru của Nga viết pháo binh Siberia đã phá hủy xe tăng Abrams trong ngày thứ hai liên tiếp. Để thực hiện mục đích tấn công khí tài trên, ngay cả đạn Krasnopol cũng không tiếc. Trong đoạn video được trang này trích dẫn sau đó, có thể thấy máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đang theo dõi một xe tăng M1 Abrams của quân đội Ukraine nằm giữa đường. Không rõ lý do vì sao cỗ xe tăng trên nằm đó. Camera trên chiếc UAV sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đạn pháo được cho là đạn thông minh Krasnopol nã vào khí tài Ukraine. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video trên được quay lại. Trước đó, CNN công bố cuộc phỏng vấn các kíp xe tăng thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, đơn vị mang biệt danh nắm đấm thép của quân đội Ukraine được trang bị xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams và thiết giáp M2A2 Bradley. Toàn bộ đơn vị đang triển khai ở mặt trận biển đông Ukraine, trong đó, 6 xe tăng được giấu trong khu rừng mà phóng viên Mỹ đến thăm. Binh sĩ Ukraine có mật danh Joker nói, vỏ giáp của nó là không đủ vào thời điểm này và không bảo vệ được tổ lái. Bây giờ là thời đại của thiết bị bay không người lái drone. Mỗi khi xe tăng xuất trận, đối phương sẽ tìm mọi cách để tập kích chúng tôi. Dnipro, đồng đội của Joker nói rằng họ luôn là mục tiêu số một của lực lượng Nga. Nếu không có biện pháp bảo vệ, các tổ lái không thể sống sót trên chiến trường xe tăng abrams được chế tạo theo phong cách chiến tranh của nato trong đó không quân và pháo binh phát huy sức mạnh trên chiến trường để mở đường trước cho xe tăng và bộ binh tiến lên sau nhưng ukraine không có lợi thế ở cả hai khía cạnh này ông joker nhấn mạnh chúng tôi không có máy bay và pháo binh chúng tôi chỉ có xe tăng đó chính là vấn đề quân nhân ukraine nhấn mạnh rằng lợi thế to lớn của nga về sức mạnh không quân và pháo binh có nghĩa là xe tăng abrams không thể tiến tới các khu vực quang đảng khiến chúng ngày càng dễ bị tổn thương. Tất cả 31 chiếc Abrams được triển khai tới Ukraine đều đang có mặt gần tiền tuyến ở phía đông, theo các quan chức của Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine. Đạn pháo cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Loại đạn dược binh sĩ Ukraine sử dụng không phù hợp với cuộc chiến mà nước này đang tham gia. Ông Joker nói, những gì chúng tôi có hiện nay phù hợp cho những trận chiến trực tiếp giữa xe tăng với xe tăng, nhưng nó lại rất hiếm khi xảy ra ở đây. Chúng tôi thường xuyên đóng vai trò như pháo binh chúng tôi từng bắn 17 phát đạn vào một ngôi nhà mà nó vẫn đứng vững. Trên hướng Atimos, tức Bakhmut, cuộc tấn công vào thành phố Chasovia đã diễn ra vô cùng ác liệt. Tại đây, lính dù Nga liên tục tấn công, tiến về phía trước. Có những trận chiến bên trong khu vực kênh đào mà lính Ukraine đã biến thành pháo đài. Lực lượng đổ bộ của quân đội Nga với sự yểm trợ của xe bọc thép, xe tăng, pháo binh và lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã đánh bật quân đội Ukraine. Từ phía Nam và phía Bắc, quân đội Nga vượt qua kênh đào và chen vào hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, theo cập nhật từ kênh SGS tối mùng 2 tháng 6 xác nhận, quân đội Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở phía Bắc Chashopya. Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở phía Bắc Chashopya tại khu vực Kalinovka và tiến vào kênh Svesky Donetsk Donbass. Cần lưu ý rằng, một số đơn vị của Ukraine đã quay trở lại tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị trước và đang cố thủ vào đó. Ngày hôm trước, có thông tin cho rằng lực lượng xung kích Nga đã vượt qua kênh Seversky-Donetsk-Donbass ở phía nam Chachovia và các trận chiến đã nổ ra ở khu vực tiếp theo của thành phố Tiểu Khu-Novi. Theo kênh Zeroman đưa tin, lực lượng Ukraine đã tháo chạy khỏi Kalina, Nga phát triển thần tốc kiểm soát đoạn kênh đào phía bắc Chachovia. Như vậy là quân đội Nga đã thiết lập được hai đầu cầu vượt kênh ở phía Bắc và phía Nam Chachovia. Cũng trong ngày 2 tháng 6, AFP dẫn tuyên bố từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov khẳng định các lực lượng Nga đã kiểm soát Umanskoye, một ngôi làng nhỏ thuộc Donetsk, nằm ở miền đông Ukraine. Làng Umanskoye, cách 25 km về hướng tây bắc Donetsk, thành phố chính của vùng này vốn do Nga kiểm soát. Thời gian qua, Nga đã tiếp tục các nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ dọc tiền tuyến ở miền đông và nam Ukraine. Ông Belushov khẳng định nước này đã có bước tiến trên toàn bộ các hướng chiến thuật. Tính riêng từ đầu năm, theo ông Belushov, các lực lượng Nga đã tiến thêm 880 km vuông. Khi xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, Nga đã liên tục báo cáo thắng lợi ở miền đông và nam Ukraine, đồng thời mở mặt trận mới tại Kharkov thuộc miền Đông Bắc. Tình hình này phản ánh sự thiếu hụt về đạn dược và nhân sự của Ukraine, đặc biệt sau thời gian dài phải tuân thủ cam kết không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga cam kết này đồng nghĩa Ukraina chỉ có thể dùng hệ thống phòng không đáp trả tên lửa Nga, không thể trực tiếp đánh phủ đầu tại các khu vực quân sự của Nga gần biên giới như Belgorod. Chuyện có vẻ đã thay đổi trong thời gian gần đây. Giữa lúc Ukraina ghi nhận chiến dịch đổ bộ của Nga ở Kharkov, một số ý kiến từ phương Tây đã phát tín hiệu bật đèn xanh để Ukraina tấn công mục tiêu quân sự trên đất Nga. Trong tháng 5, số vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga nhằm vào khí tài của lực lượng Kiev đã đạt mức kỷ lục 302 mục tiêu. Con số này được công bố bởi Lostamua.info, một trang web theo dõi tổn thất quân sự. Trang web này ghi lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử Lancet dựa trên những bằng chứng trực quan như video và hình ảnh kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine. Tỷ lệ các cuộc không kích bằng Lancet được ghi nhận đã tăng lên đáng kể trong vài tháng qua. Theo SF, trong tháng 12 năm 2023, máy bay không người lái cảm tử Lancet nhằm vào 63 mục tiêu của Ukraine. Trong tháng 1 năm 2024 là 141 cuộc không kích, tháng 2 là 160 cuộc không kích, tháng 3 là 178 cuộc không kích, tháng 4 là 159 cuộc không kích và 302 mục tiêu bị tấn công vào tháng 5. Theo bản tóm tắt do công ty Jala Aero cung cấp, các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử Lancet cho đến nay đã phá hủy 225 khẩu pháo tự hành, 192 pháo kéo, 71 bệ phóng tên lửa đa nòng, 176 xe tăng chiến đấu chủ lực, 103 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, 29 radar và 173 phương tiện quân sự khác. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Ukraine cũng đã nêu bật vai trò ngày càng tăng của UAV trong các cuộc xung đột quân sự hiện đại và khả năng của chúng trong việc tạo ra những sự thay đổi đáng kể đối với diễn biến chiến sự. Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine như xe tăng Leopard 2A6, pháo tự hành Caesar, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Iris-T, máy bay MiG-29 và Su-25 của không quân Ukraine. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga do Zala Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk của Nga phát triển. UAV này có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách vài chục km. UAV có hai biến thể, Lancet 3 và Lancet 1. Lancet 3 nặng 12 kg, tầm bay tối đa 40 đến 70 km, thời gian bay liên tục 60 phút, tốc độ hành trình từ 80 đến 110 km/h, tải trọng từ 3 đến 5 kg, còn Lancet 1 là phiên bản thu nhỏ với trọng lượng cất cánh chỉ 5 kg, tải trọng 1 kg, tầm bay 40 km. Năm 2023, Nga đã cho ra mắt phiên bản tiên tiến của UAV Lancet có thể né tránh hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. 9K35 Strela 10 là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm thấp được Liên Xô phát triển từ hệ thống tiền nhiệm 9K31 Strela 1 SA9 Gaskin. Hiện loại khí tài này đang được cả Nga và Ukraine sử dụng Mới đây, hình ảnh do gì cho thấy tổ hợp phòng không này đã được trang bị thêm camera hồng ngoại để phát hiện, theo dõi và nhắm vào các mục tiêu trên không. Việc trang bị thêm camera hồng ngoại được cho là sẽ giúp phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu, đặc biệt là các phương tiện bay không người lái trong điều kiện đêm tối. Tổ hợp phòng không Stella 10 do Liên Xô phát triển, sản xuất vào thập niên 1970, tuy ra đời đã lâu nhưng hệ thống này vẫn có khả năng tiêu diệt UAV trong tác chiến hiện đại. Kể từ khi ra đời đến nay, hệ thống đã liên tục được nâng cấp, biến thể phổ biến nhất hiện nay là Stella 10 có khả năng phân biệt mục tiêu từ mồi bẫy hồng ngoại. Các biệt lớn nhất giữa Stella 10 và Stella 1 là đời đầu dùng khung gầm xe thiết giáp trinh sát bánh lốp BRDM, trong khi đời sau lại sử dụng loại MTLB bánh xích. Stella 10 có trọng lượng 12,1 tấn, trang bị động cơ diesel JAM 238, công suất 240 mã lực, cho phép di chuyển với vận tốc 60 km/h, tầm hoạt động 500 km leo được dốc 60%, đi trên dốc nghiêng 30%, vượt vật cản cao 0,6m, vượt hào rộng 2,4m, lội nước sâu 1,2m, hoặc có thể chuyển qua chế độ bơi. Vũ khí chính sử dụng cho tổ hợp này là tên lửa 9M37 được dẫn đường bằng hồng ngoại, quang học. Mỗi tên lửa có chiều dài 2,2m, đường kính 0,12m, khối lượng 40kg, trong đó đầu đạn nặng 3,5kg. Tên lửa có tốc độ tối đa đạt Mach 2, trần bay 3.500m và tầm hoạt động là 5.000m. Phiên bản Strela 10 có thể nhận dữ liệu từ trung tâm chỉ huy phòng không hay đài radar gần đó, tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu với một tên lửa duy nhất lên 30 đến 60%, được trang bị phao nổi để bơi với tốc độ 5 đến 6 km một giờ. Biến thể mới nhất của Strela 10 là Strela 10M tiếp tục được cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực để có thể bắn hạ UAV và tên lửa hành trình. Tên lửa 9M333 hoạt động theo nguyên tắc bắn và quên tức là nó sẽ tự tìm và tiêu diệt mục tiêu được chỉ định. Có 3 chế độ hoạt động cho đầu tự dẫn: quang điện tử, hồng ngoại và tấn công nguồn gây nhiễu. Do tích hợp cả radar ngắm bắn H box trên xe nên hệ thống có độ cơ động rất cao. Do sử dụng các thành phần mới với các đặc tính cải tiến nên chiều dài của tên lửa phải tăng lên 2,23 m, đường kính vẫn giữ nguyên 120 mm, trọng lượng đã tăng lên 41 kg. Xác suất bắn trúng mục tiêu cũng tăng lên bằng cách tăng diện tích nổ chiều dài và tiết diện của các phần tử tấn công. Tên lửa trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại thụ động kết hợp ngòi nổ laser cận đích. Hiện nay, loại vũ khí này được cho là một trong số ít tổ hợp phòng không tầm thấp có hiệu suất cao trong việc tiêu diệt máy bay không người lái trong xung đột tại Đông Âu. Trưa mùng 2 tháng 6 tại Singapore, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La năm 2024. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu phát biểu lúc 11 giờ 30 phút. Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Ukraine điểm lại một số mốc trong lịch sử ngoại giao Nga-Ukraine từ khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, trong đó có việc Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân mình nắm giữ. Ông gọi đây là sự lừa dối lớn nhất lịch sử hiện đại khi các cường quốc hạt nhân đã hứa với Kiev an ninh thật sự. Ông Zelensky khẳng định Nga muốn xóa bỏ Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giới giữa những năm 2010, Nga mang chiến tranh đến đất nước chúng tôi, một cuộc xung đột mà những người Ukraine chưa bao giờ muốn, không khơi ra và đã mở rộng thành giao tranh khốc liệt nhất ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai. Tất cả điều này là một loạt các thất bại ngoại giao và những nỗ lực liên tục nhằm duy trì thế giới bị chia thành các khu vực ảnh hưởng. Điều này gây rối loạn, hủy hoại cuộc sống của các quốc gia và làm suy yếu các cường quốc toàn cầu. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh bất chấp những thất bại trước đó, hoạt động ngoại giao vẫn có thể phát huy tác dụng nếu thật sự nhằm bảo vệ sinh mạng con người. Theo ông, nhờ những hoạt động trong thời gian qua, Kiev đã tiến gần đến Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Hòa bình ở Ukraine sắp tổ chức vào giữa tháng 6. Trong một cuộc họp báo sau đó, ông tỏ ra tiếc nuối vì không thể gặp phái đoàn Trung Quốc tại Singapore và thất vọng vì Bắc Kinh sẽ không giữ hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ, theo Reuters đưa tin cho biết. Tổng thống Ukraine nói thêm, thật không may, Trung Quốc đang nỗ lực ngăn cản các nước đến dự hội nghị hòa bình. Trung Quốc chưa lập tức phản ứng về tuyên bố này. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh cuối tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng thật khó để Trung Quốc tham dự hội nghị hòa bình Ukraine khi Nga không có mặt. Bà cho rằng hội nghị nên có mặt của Nga và Ukraine và có những thảo luận bình đẳng đối với mọi kế hoạch hòa bình. Nếu không, sẽ khó để hội nghị đóng vai trò thực chất trong việc khôi phục hòa bình. Nga đã chỉ trích rằng việc tổ chức hội nghị hòa bình nhưng không có nước này là điều vô lý người phát ngôn dmitry peskov của điện kremlin nói tìm kiếm lựa chọn cho một giải pháp cho xung đột ukraine mà không có sự tham dự của nga là tuyệt đối phi logic vô ích và phí thời gian ngoài ra tổng thống ukraine cũng tự tin khẳng định kiev đã có những bước tiến quan trọng trong việc gia nhập liên minh châu âu eu ông cho rằng ukraine chắc chắn sẽ trở thành thành viên eu thành một phần của một trong những thị trường và không gian an ninh lớn nhất toàn cầu Tờ Avia.pro hôm 1 tháng 6 đã công bố một số hình ảnh và cho biết tại khu vực Bengaluru, các lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa từ hệ thống pháo binh M142 HIMARS của Ukraine. Bộ quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 1 tháng 6, bộ này cho biết trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 62 máy bay không người lái của Ukraine, 14 quả đạn pháo HIMARS, MLRS và 3 quả bom dẫn đường Hammer. Kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự, quân đội Nga đã phá hủy 607 máy bay chiến đấu Ukraine, 274 máy bay trực thăng, 24.964 máy bay không người lái, 525 hệ thống tên lửa phòng không, 16.219 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.326 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.998 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 22.182 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Được biết vừa qua, Mỹ đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống pháo binh HIMARS tấn công các mục tiêu ở Nga nằm gần biên giới với Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X trước khi Ukraine chút hàng chục tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km xuống thành phố Belgorod. Đây là bước tiến đáng mừng cho phép chúng tôi bảo vệ đất nước và người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, cũng như những nỗ lực gia tăng căng thẳng xung đột. Tuy nhiên, Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak-MS và các loại vũ khí tầm xa khác do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo AFP, nhà sử học quân sự người Pháp, Michael Goya cho rằng có rất ít bằng chứng trước đây cho thấy một quốc gia cung cấp viện trợ sát thương sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột. Một số nguồn tin phương Tây xác nhận với AFP rằng vũ khí phương Tây đã được dùng trong một số cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, mà gần đây nhất là ở thị trấn Krasnodar ở miền Nam. Ông Goya nhắc lại việc Moscow từng tuyên bố rằng bán đảo Crimea do Nga sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014 là không thể đụng tới nhưng Ukraine đã tấn công Crimea bằng vũ khí Mỹ và đã không có chuyện gì xảy ra. Nhà phân tích Ivan Klitsch thuộc Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Estonia nhận định Ukraine đã tấn công vào phía sau phòng tuyến của Nga kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu. Ông Klitsch cho biết những cuộc tấn công như thế là cần thiết để làm suy yếu lực lượng đối phương, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hậu cần cũng như tham gia vào các cuộc phản công. Theo ông Klitsch, câu hỏi lúc này là những cuộc tấn công như thế có diễn ra bên trong nước Nga hay không? Ông chỉ ra, thực tế là các lực lượng vũ trang thông thường và hạt nhân của Nga đã ngăn cản nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây quyết định giúp đỡ Ukraine trong cuộc xung đột. Phản ứng của phương Tây đối với chiến dịch quân sự của Nga luôn có cân nhắc về lo ngại gia tăng căng thẳng. Lúc đầu, các đồng minh của Kiev do dự trong việc cung cấp tên lửa tầm xa, xe tăng hạng nặng và máy bay chiến đấu. Các chuyên gia quân sự nhận định, nhiều lần giông đỏ ban đầu cuối cùng đã bị vượt qua, nhưng rất nhiều thời gian đã bị lãng phí khi các nhà lãnh đạo phương Tây do dự Hàng trăm người biểu tình tuần hành ở thủ đô Berlin của Đức hôm 1 tháng 6 yêu cầu ngừng viện trợ quân sự cho Kiev và những luận điệu chống Nga nguy hiểm. Sự kiện trên xảy ra sau những tuyên bố bùng nổ từ chính phủ Đức hồi đầu tuần liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đoạn video từ cuộc biểu tình cho thấy những người biểu tình tuần hành từ Alexanderplatz của Berlin với cờ và biểu ngữ có nội dung ngăn chặn chiến tranh và phát ngôn căm thù chống lại Nga, ngăn chặn bài Nga trong chính trị và truyền thông và NATO là kẻ xâm lược chứ không phải Nga. Các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ Đức đưa ra các quy định chính trị theo lệnh của Washington và cảnh báo về hậu quả của cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Một nhà hoạt động có tên là George nói với hãng video Rapply rằng quyết định của Berlin cung cấp cho Kiev vũ khí có thể chạm tới Nga khiến Đức trở thành đối tượng trong cuộc chiến này, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm cho Đức cho người Đức và phần còn lại của thế giới. Một nhà hoạt động khác kêu gọi Berlin làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không cần thiết phải có nền kinh tế chiến tranh và không có chiến tranh trên bộ nào xảy ra. Trái ngược, chiều mùng 1 tháng 6, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Praha để biểu tình kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Những người biểu tình mang biểu ngữ yêu cầu chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Trong số những người tham gia biểu tình có cựu thủ tướng Séc Parubek và cựu chính trị gia Slovakia Karnogusky. Trước đó, tại Séc cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân phản đối thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu EU, cho rằng thỏa thuận này tạo gánh nặng cho nông dân, khiến sản phẩm nông nghiệp trở nên đắt đỏ hơn và mất tính cạnh tranh. Người biểu tình đã yêu cầu Séc rút khỏi thỏa thuận xanh và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine với lập luận đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Cuộc biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh Séc là một trong những quốc gia hỗ trợ lớn đối với Ukraine thông qua sáng kiến đạn dược. Hiện Séc đang tích cực vận động để các nước tham gia nhiều hơn vào sáng kiến này. Giới chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình của người dân Séc là cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn do tác động ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như các chính sách ủng hộ, viện trợ vũ khí cho Ukraine của chính quyền hiện nay. Việc chính phủ của Thủ tướng Fiala tiếp tục các hoạt động ủng hộ đạn dược cho Ukraine có thể sẽ khiến tình hình xã hội Séc diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Tạp chí Force mới đây đưa tin, quân đội Ukraine đã triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS nhắm tới thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 32 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X trước khi Ukraine chút hàng chục tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km xuống thành phố Belgorod. Đây là thành quả đáng mừng cho phép chúng tôi bảo vệ đất nước và người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga cũng như những nỗ lực gia tăng xung đột. Theo tờ báo Mỹ, hiện chưa rõ cuộc không kích của Ukraine có mức độ thiệt hại như thế nào và liệu động thái này có ảnh hưởng đến các mục tiêu quân sự hay không. Tuy nhiên, truyền thông Nga đã ghi lại khoảnh khắc còi báo động vang lên và các hệ thống phòng không Nga phóng tên lửa đánh chặn trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã bắn hạ 14 tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, 62 thiết bị không người lái UAV của Ukraine và 3 bom lượn Hammer do Pháp viện trợ. Bên cạnh đó, một số hình ảnh hiện trường cũng cho thấy nhiều mảnh tên lửa nằm giải rác trên mặt đất trước động thái trên người phát ngôn dmitry peskov của điện kremlin nói rằng nga đã biết về những nỗ lực của ukraine nhằm tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga bằng vũ khí do mỹ cung cấp ông peskov cho biết những gì chúng tôi biết nhìn chung là có những nỗ lực tấn công vào lãnh thổ nga bằng vũ khí do mỹ cung cấp đối với chúng tôi điều này là đủ và nó nói lên mức độ mà mỹ tham gia vào cuộc xung đột này theo reuters ông peskov không cung cấp chi tiết về khẳng định của mình cho các cuộc tấn công cũng như không cung cấp bằng chứng. Bình luận của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiêu diệt các mục tiêu tại Nga đang tấn công thành phố Kharkov của Ukraine. Theo Reuters, ông Blinken không nói rõ Tổng thống Biden có đồng ý cho Ukraine tấn công các mục tiêu tại các thành phố khác của Nga hoặc địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Ngoại trưởng Blinken giải thích động thái của Nhà Trắng là kết quả của việc điều chỉnh chiến lược và thích nghi với tình hình chiến trường phản ứng trước những điều mà Mỹ đã chứng kiến tại và quanh khu vực Kharkov. Ông Lincoln nói, trong vài tuần qua, Ukraine đề nghị chúng tôi cho phép sử dụng vũ khí mà chúng tôi đang cung cấp để phòng thủ trước sự tấn công này, bao gồm chống lại lực lượng Nga đang tập trung phía bên kia biên giới và đang tấn công vào Ukraine. Điều đó được báo cáo thẳng lên Tổng thống, và như các bạn đã nghe, ông ấy đã phê chuẩn sử dụng vũ khí của chúng tôi trong mục đích đó. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Tổng thống Biden âm thầm nới lỏng hạn chế đối với Ukraine trong vấn đề vũ khí lần đầu tiên là khi ông quyết định cung cấp tên lửa tầm xa Atak cho Ukraine sau một thời gian từ chối. Trong một tuyên bố hôm 1 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vũ khí trên không và trên biển có độ chính xác cao của nước này đã được sử dụng để tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine có liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng. Kênh Military Summary cho hay, chỉ sau một đêm, toàn bộ ngành năng lượng của Ukraine đã bị tàn phán nặng nề và không thể khắc phục được. Rất có thể, bằng cách này, người Nga đã đánh dấu sự chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo, cuộc tấn công mùa hè. Đồng thời, quân đội Nga đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga đưa ra giải thích rằng đợt tấn công mới nhất là phản ứng trước những nỗ lực của Kiev nhằm tấn công các cơ sở năng lượng và vận tải của Nga. Chính quyền Ukraine trước đó đã thông báo về việc nhiều khu vực bị nhắm mục tiêu bằng vũ khí Nga. Ukrainego, công ty điều hành lưới điện quốc gia, xác nhận các cơ sở năng lượng ở năm khu vực đã bị tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã sử dụng hơn 50 tên lửa các loại và khoảng 50 máy bay không người lái trong cuộc tấn công mới nhất. Ông tuyên bố hầu hết những vũ khí này đã bị bắn hạ. Ngoài ra, theo hãng tin The Kiev Independent, tỉnh trưởng Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho biết rằng nhà máy thủy điện Dnipro ở tỉnh Zaporizhia, nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine, bị lực lượng Nga tấn công vào đêm 1 tháng 6. Ông cho biết nhà máy điện được gọi là đập Dnipro đã ngừng sản xuất điện. Ông Fedorov nói hiện tại đập thủy điện Dnipro đang trong tình trạng bị hư hại nghiêm trọng, nhà máy không còn sản xuất điện được nữa. Theo vị quan chức này, giao thông qua đập Dnipro đã bị chặn sau cuộc tấn công của Nga. Ông Fedorov không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại tại đập thủy điện. Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga đã triển khai một tên lửa hành trình Iskander K và bốn máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed 136 131 nhằm vào thủ đô Kiev. Đồng thời phóng năm quả đạn từ hệ thống phòng không S300, S400 để tấn công mục tiêu ở tỉnh Kharkov. Cơ quan này cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ tên lửa Iskander K trên vùng trời Kiev cùng 4 máy bay xa hết ở danh giới tỉnh Kiev, Zaporizhia và Dnipro, nhưng không đề cập tới năm quả đạn S-300, S-400. Ông Sergei Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev tuyên bố, toàn bộ mục tiêu trên không đều bị đánh chặn và không có người bị thương. Những mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm hư hại hạ tầng năng lượng và lưới điện ở thủ đô của Ukraine. phát hiện các vị trí kiên cố của lính Ukraine ở vùng miền đông Donetsk, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS Grad, mệnh danh hỏa thần để loại bỏ chúng. Theo Sputnik, sau khi nhận được thông tin trinh sát về vị trí các tiền đồn của binh sĩ Ukraine gần khu định cư Sevesk ở Donetsk, các lực lượng Moscow kích hoạt hệ thống MLRS Grad để tấn công các mục tiêu. Nhà chức trách Nga tuyên bố, hỏa lực của pháo Grad đã loại bỏ các cứ điểm của đối phương chỉ trong tích tắc hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra. Thời gian chính xác diễn ra vụ tập kích không được công bố. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn video ngắn quay cảnh hệ thống phá phản lực bắn loạt BM-21 Grad dồn dập nã rocket vào các vị trí của lực lượng Ukraine và nơi tập trung khí tài của đối phương ở thành phố Adipka, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng tổn thất của Ukraine sau cuộc tấn công trên lên tới hàng trăm binh sĩ, ba phương tiện chiến đấu bộ binh và thiết bị quan sát và liên lạc. Hỏa thân Grad là khí tài do các kỹ sư Nga phát triển và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1963. Loại pháo phản lực này có tính cơ động cao và có khả năng loại bỏ mục tiêu ở cách xa tới 42 km. BM-21 Grad là hệ thống phóng tên lửa đa năng 122mm, được thiết kế để vô hiệu hóa tên lửa chống tăng, chế áp các hệ thống pháo và súng cối, đồng thời loại bỏ cứ điểm của đối phương. Mỗi bệ phóng BM-21 được trang bị 40 ống phóng, được đặt trên khung gầm xe tải Uran 375D. Trong một loạt bắn, BM-21 chỉ mất 20 giây để phóng toàn bộ 40 quả đạn. Theo tình báo Ukraine, quân đội Nga đã tiếp nhận các tên lửa 122mm và nhiều loại vũ khí khác từ Iran kể từ giữa năm 2022. Tuy vậy, Nga đã bác bỏ thông tin này. Trước đó tại Donetsk, lực lượng Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công nhỏ dọc theo một số mặt trận ở vùng. Những đoạn video ghi lại thời điểm đó cho thấy lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô cấp trung đội ở 4 hướng. Về phía đông của Chashopja, về phía đông của Novopokrovsk gần Novomikhailovka và Staromayoskoye. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, các cuộc tấn công có thể được tiến hành nhằm mục đích đánh giá phản ứng của lực lượng Ukraine và khả năng phòng thủ của họ trên mặt trận Donetsk để kiểm tra xem quân đội Ukraine có điểm yếu nào ở Donetsk hay không. Trong khi đó, các hoạt động tấn công ở phía Bắc Kharkov có thể nhằm mục đích tận dụng sự thiếu hụt nhân lực và thiết bị của Ukraine trước khi nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây được chuyển đến mặt trận. Hồi tháng 5, cuộc điều tra của tờ Business Insider cho thấy Moscow đã vượt trội trong một số lĩnh vực, bao gồm thiết bị bay không người lái UAV và tác chiến điện tử. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất quân sự của Mỹ bộc lộ nhiều thiếu sót. Phân tích của Business Insider thừa nhận rằng Nga đã thích nghi tốt hơn với thực tế chiến đấu hiện đại trong thời đại chiến tranh không người lái. Bài báo thừa nhận rằng các đơn vị quân đội Mỹ đang dựa vào một số lượng nhỏ thiết bị bay không người lái đã lỗi thời. Vừa qua, cơ quan tạp chí của tập đoàn nhà nước Rostec cho biết Nga đã tạo ra robot tự sát tấn công trên mặt đất đầu tiên trên thế giới. Có tên là D-PESA, được điều khiển bằng tay cầm và mũ gắn thiết bị góc nhìn thứ nhất, FPV. Theo Rostec, robot này được thiết kế để tấn công nhân lực và thiết bị cũng như các công sự của đối thủ. Thông báo viết, đơn vị High Precision Complex Holding, một phần của Rostec, đã phát triển tổ hợp robot đa chức năng Dipetsa và Bukji. Robot Dipetsa được gắn trên bệ bánh xích và được điều khiển bởi người điều khiển bằng tay cầm và mũ gắn thiết bị FPV. Robot buggy gắn trên khung gầm bánh xe và được điều khiển bằng tay cầm và máy tính bảng. Cả hai robot đều có thể được sử dụng để tấn công cảm tử trên mặt đất nhằm vào mục tiêu của đối thủ. Các tính năng quan trọng nhất của robot là nhỏ gọn, khả năng cơ động và tải trọng. Depesa có trọng tải 150 kg và máy bay không người lái buggy có tải trọng 250 kg, khiến chúng trở thành vũ khí hiệu quả cho những người lính trên tiền tuyến. Các phiên bản khác nhau của robot có thể được sử dụng để tấn công nhân lực Công sự của đối thủ như kho đạn, điểm tấn công kiên cố và thành trì. Chúng cũng có thể được sử dụng để vượt qua và phá bỏ các rào cản phòng thủ, chẳng hạn như răng rồng, cho phép xe bọc thép đi qua. Ngoài ra, những robot này có thể đặt mìn. Dipesa và buggy cũng có thể làm nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm, đạn dược và nhiên liệu cho tiền tuyến một cách nhanh chóng và kín đáo, và thậm chí sơ tán binh lính bị thương. Nga hiện đã đưa hai loại robot này tới Ukraine để thử nghiệm chuyên sâu trong điều kiện thực chiến. Gần đây một loại robot khác ngày càng xuất hiện nhiều, đó là phương tiện mặt đất không người lái hay UGV. Samuel Bendes, nhà phân tích về Nga tại Trung tâm phân tích Hải quân Mỹ, người theo dõi việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái và robot quân sự cho biết, có rất nhiều chương trình phát triển phương tiện mặt đất không người lái đang diễn ra. Theo ông Bendet, hầu hết các UGV đang được phát triển hoặc sử dụng đều là robot nhỏ vì các phương tiện lớn hơn sẽ dễ bị theo dõi, quan sát và tấn công bằng FPV và các máy bay không người lái khác. Ông nói: chiến trường Ukraine tràn ngập các cảm biến trên không, về cơ bản có thể theo dõi và tấn công bất cứ thứ gì chuyển động, bao gồm cả các robot khác. Chuyên gia Zachary Kalenbon tại Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS cho biết, chắc chắn khi có nhiều phương tiện mặt đất không người lái hơn được sử dụng trong chiến đấu ở quy mô lớn hơn ở cả hai bên, sẽ có khả năng xảy ra giao chiến giữa các phương tiện đó. Tuy nhiên, ông Kalenbon cảnh báo rằng những cuộc giao chiến như vậy không có khả năng mang tính quyết định hoặc nghiêm trọng tới phạm vi và quy mô rộng hơn của cuộc xung đột. Thay vào đó, ông nói rằng việc đưa thêm UGV vào có thể dẫn tới việc thay đổi chiến lược của các bên tham gia xung đột. Ông Kalenborn nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi ngày càng tăng theo hướng nhắm mục tiêu vào người vận hành và các cơ cấu hỗ trợ, thay vì nhắm mục tiêu vào chính phương tiện tự hành. Hàng trăm người đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình ở thủ đô Budapest của Hungary ngày 1 tháng 6, tố cáo chính sách gia tăng căng thẳng với Nga của EU. Sự kiện lên đến đỉnh điểm với bài phát biểu của Thủ tướng Viktor Orbán, người cáo buộc Bruxelles đã đưa châu Âu đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu. Những người biểu tình tuần hành từ cầu xích mang tính biểu tượng đến đảo Margaret trên sông Danube. Nhiều người mang theo quốc kỳ và hô vang các khẩu hiệu hòa bình, một số cầm biểu ngữ, không chiến tranh và xin ban hòa bình cho chúng tôi, Chúa ơi. Thủ tướng Orbán nói được Reuters dẫn lời, "Chưa bao giờ có nhiều người xếp hàng vì hòa bình đến thế. Chúng tôi là đoàn thể hòa bình lớn nhất, lực lượng gìn giữ hòa bình lớn nhất ở châu Âu. Châu Âu phải được ngăn chặn khỏi việc lao vào chiến tranh, đi vào sự hủy diệt của chính mình." Ông Oban nói rằng, đất nước của ông phải rút ra bài học từ sự tàn phá mà nó đã trải qua trong thời kỳ đen tối nhất của thế kỷ 20. Ông Oban nói trước đám đông, "Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, người Hungary đã mất đi 1,5 triệu sinh mạng." và cùng với họ là con cháu tương lai của họ. Tôi nói điều này một cách chậm rãi để Bruxelles hiểu. Chúng tôi sẽ không gây chiến. Chúng tôi sẽ không tiến về phía đông lần thứ ba. Chúng tôi sẽ không tiến tới mặt trận Nga nữa. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 6, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Praha để biểu tình kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Những người biểu tình mang biểu ngữ yêu cầu chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Trong số những người tham gia biểu tình có cựu Thủ tướng Séc Parobek và cựu chính trị gia Slovakia Kanoguski. Trước đó tại Czech cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân, tạo gánh nặng cho nông dân, khiến sản phẩm nông nghiệp trở nên đắt đỏ hơn và mất tính cạnh tranh. Người biểu tình đã yêu cầu Czech rút khỏi thỏa thuận xanh và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine với lập luận đây không phải là xung đột của chúng ta. Cuộc biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh Czech là một trong những quốc gia hỗ trợ lớn đối với Ukraine thông qua sáng kiến đạn dược. Hiện Czech đang tích cực vận động để các nước tham gia nhiều hơn vào sáng kiến này. Giới chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình của người dân Séc là cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn do tác động ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như các chính sách ủng hộ, viện trợ vũ khí cho Ukraine của chính quyền hiện nay. Việc chính phủ của Thủ tướng Fiala tiếp tục các hoạt động ủng hộ đạn dược cho Ukraine có thể sẽ khiến tình hình xã hội Séc diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ngày mùng 3 tháng 6, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cáo buộc cục tình báo mật của anh còn gọi là MI6 đã biến hai nhân viên của các cơ quan chính phủ Trung Quốc thành gián điệp phục vụ cho London. Theo hãng tin Reuters, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết vụ việc liên quan tới hai gián điệp nói trên là vợ chồng đang được điều tra thêm. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc thông tin, nam điệp viên họ Quang đã học ở Anh vào năm 2015 theo một chương trình trao đổi và đã được mời đến dự các bữa ăn tối cũng như các chuyến du lịch do MI6 sắp xếp trong thời gian đó. Quang được cho là có ham muốn tiền bạc và bị lôi kéo khi được nhân viên MI6 tiếp cận để mời làm việc cho chính phủ Anh với những lời hứa hẹn về tiền bạc cũng như đảm bảo an ninh, Quang đã đồng ý. Sau khóa huấn luyện gián điệp, MI6 chỉ đạo Quang trở về Trung Quốc. Để thu thập những thông tin quan trọng liên quan đến chính phủ Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết, M6 cũng thuyết phục Quang đưa vợ mình, người làm việc tại một đơn vị cốt lõi của chính phủ, làm gián điệp với số tiền gấp đôi. Người vợ họ Chu cuối cùng cũng đồng ý. MSS cho hay, sau khi phát hiện gián điệp trong cơ quan trung ương không được nêu tên, họ đã bắt và thẩm vấn vợ chồng Quang Du, đồng thời mở rộng điều tra. Chính phủ Anh chưa bình luận về cáo buộc của giới chức Trung Quốc. Trung Quốc đang đẩy mạnh truy quét hoạt động gián điệp tiến hành chiến dịch ra soát quy mô lớn đối với các công ty tư vấn nước ngoài. Trung Quốc và Anh gần đây nhiều lần tranh cãi về các cáo buộc hoạt động gián điệp. Luân Đôn năm ngoái bắt một học giả tại Quốc hội cáo buộc người này hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh. Học giả này và Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó bác cáo buộc. Đến tháng 1, Trung Quốc thông báo mở án điều tra phản gián liên quan MI6 sử dụng người nước ngoài tại Trung Quốc thu thập bí mật và thông tin. Chính phủ Anh vào tháng 4 cáo buộc hai cá nhân cung cấp thông tin trái phép cho Trung Quốc tháng 5, cơ quan điều tra anh lại công bố thêm cáo buộc đối với ba cá nhân hỗ trợ cơ quan tình báo Trung Quốc tại Hồng Kông. Bắc Kinh cũng cảnh báo công dân trong và ngoài nước về tình trạng bị lôi kéo làm gián điệp, đồng thời khuyến khích người dân Trung Quốc tham gia vào hoạt động phản gián, trong đó tạo các kênh liên lạc để tố giác những hành vi đáng ngờ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2024, một hội nghị an ninh có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước hôm 2 tháng 6 tại Singapore rằng chúng tôi sẽ không cho phép bá quyền và chính trị quyền lực gây tổn hại cho khu vực châu Á Thái Bình Dương chúng tôi cũng không cho phép các xung đột địa chính trị chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng lan vào khu vực châu Á Thái Bình Dương chúng tôi cũng không cho phép bất kỳ quốc gia hay thế lực nào tạo ra chiến tranh và hỗn loạn ở đây liên quan tới vấn đề biển Đông ông đồng cáo buộc Philippines cố tình khiêu khích Trung Quốc và được các cường quốc bên ngoài khuyến khích ông đồng nói Trung Quốc đã duy trì sự kiềm chế rất lớn khi đối mặt với những hành vi xâm phạm và khiêu khích như vậy. Nhưng sự kiềm chế của chúng tôi có giới hạn. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Philippines luôn vững chắc, đồng thời ca ngợi bài phát biểu của Tổng thống Philippines tại đối thoại Shangri-La là một tuyên bố mạnh mẽ về cách Philippines đứng lên bảo vệ quyền chủ quyền của mình theo luật pháp quốc tế. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước đó cũng chỉ trích các hành động bất hợp pháp cương ép và gây hấn ở Biển Đông. Ông cũng cảnh báo bất kỳ công dân Philippines nào thiệt mạng do hành động của một quốc gia khác ở Biển Đông sẽ rất gần với một hành động chiến tranh. Cũng trong ngày cuối cùng của hội nghị hôm mùng 2 tháng 6, Bộ trưởng Đồng Quân trong hơn một tiếng phát biểu và trả lời câu hỏi, ông Đồng hầu như chỉ tập trung nói về vấn đề Đài Loan. Ông khẳng định Đài Loan là vấn đề cốt lõi trong các vấn đề cốt lõi đối với Trung Quốc Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP cầm quyền tại hòn đảo bị đại lục chỉ trích ngày càng lún sâu vào con đường ly khai và quyết tâm tẩy trắng việc mình là một phần của Trung Quốc. Ông Đồng chỉ trích kịch liệt, gần đây những phần tử ly khai đã có nhiều phát ngôn ngông cuồng lộ rõ sự phản chắc của họ với đất nước Trung Quốc và chính tổ tiên họ. Họ sẽ bị khắc tên vào bia đá ô nhục của lịch sử. Ông nhấn mạnh đại lục quyết tâm theo đuổi việc thống nhất với Đài Loan bằng biện pháp hòa bình. Theo ông, Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA vẫn sẽ là một lực lượng nòng cốt cho việc thúc đẩy sự thống nhất đất nước. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ có hành động quả quyết để dập tắt viễn cảnh Đài Loan độc lập và đảm bảo những mưu đồ đó không bao giờ thành công. Chúng tôi rất tự tin vào khả năng ngăn Đài Loan độc lập của mình. Ý định đưa Đài Loan trở thành vấn đề trọng tâm tại Shangri-La của ông Đồng rõ đến mức khi được hỏi về các vấn đề khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn tập trung nói về hòn đảo này. Điều này buộc điều phối viên buổi trao đổi sáng mùng 2 tháng 6 phải nhắc nhở ông Đồng cần chú ý, chia sẻ về các vấn đề an ninh khác thay vì chỉ tập trung vào một đề tài Đài Loan. Đúng như lời hứa của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Cộng hòa Trung Phi đã nhận được 50.000 tấn ngũ cốc miễn phí từ Moscow. Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Postin Aches Tuadera vừa qua đã bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ này. Lưu ý rằng lời hứa của ông Putin đã được thực hiện. Ông Tuadera cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga gần đây, trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi, ông ấy tuyên bố sẵn sàng vận chuyển miễn phí ngũ cốc tới Cộng hòa Trung Phi, quốc gia hiện đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi đã nhận được những khoản viện trợ này, lời hứa của Tổng thống Putin đã được thực hiện. Ông Tuadera nhấn mạnh, và chúng tôi muốn cảm ơn ông ấy vì điều đó, người dân Cộng hòa Trung Phi rất biết ơn. Theo ông, quyết định này giúp bình ổn giá bột mì ở Cộng hòa Trung Phi. Vào tháng 3 năm nay, Quốc gia thuộc diện nghèo nhất thế giới này đã nhận được 50.000 tấn ngũ cốc miễn phí của Nga dưới dạng viện trợ nhân đạo. Ngũ cốc miễn phí là một kênh ông Putin sử dụng để củng cố mối quan hệ với lục địa 1,3 tỷ dân đang có tầm ảnh hưởng ngày càng tăng trên trường toàn cầu. 54 quốc gia châu Phi đang tạo thành khối bỏ phiếu lớn nhất tại Liên hợp quốc và có sức ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả bỏ phiếu các nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc UNGA gồm 193 thành viên. Ngoài Cộng hòa Trung Phi, các nước Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia và Eritrea, mỗi nước cũng đều nhận được 50.000 tấn viện trợ ngũ cốc từ Nga. Ông Putin đã hứa sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho 6 quốc gia trên tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi hồi tháng 7 năm 2023. Nga đưa ra cam kết trên ngay sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc từ các cảng biển đen giữa thời điểm xung đột gia tăng hồi tháng 2 năm nay. Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của chính phủ lâm thời Libya, Abdul Hadi al-Hawaji với tợi Vestia của Nga, các nước ở châu Phi đã mệt mỏi với các cuộc chạy đua vũ trang và xung đột liên miên, đồng thời tin rằng đã đến lúc tập trung xây dựng một thế giới đa cực. Theo ông al-Hawaji, Nga không giống như các nước phương Tây, tương tác với các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, chứ không phải vũ lực hoặc áp đặt. Ông lưu ý rằng cách tiếp cận chính sách đối ngoại này của Moscow đã khuyến khích các nước trong khu vực tăng cường quan hệ ngoại giao với Nga. Ông al-Hawaji nêu rõ, Nga hợp tác với các nước trong khu vực trên cơ sở có qua có lại, trong đó mọi người đều được hưởng lợi từ mối quan hệ theo chính sách đối tác bình đẳng. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đó là lý do tại sao các nước ở châu Phi có xu hướng hợp tác với Nga hơn. Ông An Hawaji lưu ý thêm rằng, hiện nay một thế giới đa cực không có sự phân biệt mạnh yếu dường như vẫn còn rất xa vời. Đồng thời nhấn mạnh, tuy nhiên, ngày nay cần phải vẽ lại bản đồ địa chính trị có tính đến lợi ích của thế giới Ả Rập và hồi giáo. Bộ trưởng An Hawaji cũng thông báo Libya sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương với Nga. Nga và Libya đang hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và giáo dục, cũng như trong các ngành công nghiệp năng lượng và ngũ cốc, sản xuất phân bón và vaccine. Tất cả những lĩnh vực này đều rất triển vọng và chúng tôi muốn phát triển, củng cố và mở rộng chúng đến mức tối đa. Phong trào Hezbollah ở Liban, ngày 2 tháng 6, đã sử dụng trên 40 quả rocket và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công xuyên biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel nhằm trả đũa các vụ không kích đêm trước đó của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Hai chiếc UAV mang theo chất nổ đã tấn công vào khu vực gần thị trấn Kasrin thuộc cao nguyên Golan gần với hồ Galilee. Hezbollah tuyên bố mục tiêu là một khẩu đội vòm sắt của Israel đóng tại đây. Tiếp đến, hàng chục quả rocket và đạn chống tăng được phóng vào khu vực này, gây ra một đám cháy lớn có thể quan sát từ hàng chục km. Chiều mùng 2 tháng 6, Thị trấn Kiryasmoona ở phía đông bắc Israel cũng bị tấn công bởi hàng chục quả rocket khác. Đồng thời, một số UAV tiếp tục vượt qua biên giới Liban hướng tới Nahariya, khiến còi báo động vang lên liên tục quanh thị trấn ven biển có khoảng 65.000 cư dân này của Israel. Chính quyền thị trấn Metula thông báo một ngôi nhà đã bị trúng đạn nhưng không có thương vong. Trước đó IDF cho biết đã sử dụng các máy bay chiến đấu không kích khu vực Baanbek, một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah ở đông bắc Liban, cách biên giới 62 km đồng thời ném bom vào một tòa nhà ở Binzibin và một số địa điểm khác ở miền nam Liban. Vụ không kích nhằm trả đũa việc Hezbollah trước đó đã bắn rơi một UAV quân sự hiện đại của IDF. Báo chí Liban đưa tin các vụ không kích của Israel đã khiến hai người dân thiệt mạng, đồng thời làm hư hại một tòa nhà thuộc chi nhánh của Bộ Nông nghiệp Liban ở thị trấn Bin Zebein. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah tăng nhiệt trong những tuần gần đây sau khi IDF mở chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah, miền nam giải Gaza. Các cuộc giao tranh giữa IDF và Hezbollah vẫn trong vòng kiểm soát, nhưng khiến dư luận không khỏi lo ngại sẽ biến thành một cuộc chiến tổng lực. Ngày 2 tháng 6, IDF thông báo đã hoàn thành một cuộc tập trận kéo dài một tuần ở các địa phương biên giới phía Bắc, trong đó giả định các tình huống chiến tranh mở rộng ở khu vực phía Bắc và các tình huống chiến tranh trên nhiều mặt trận. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây.